mừng các bạn trở lại với Autobuy. Hôm nay Audi Việt Nam công bố hai thông tin rất quan trọng, đó là ra mắt trung tâm dịch vụ Audi Tân Bình và mẫu xe hoàn toàn mới chạy điện GT Audi e-tron. Về trung tâm Audi Tân Bình thì đây là trung tâm dịch vụ lớn nhất của Audi từ trước đến nay. Quy mô đầu tư rất là khủng, đâu đó 6 triệu đô la, tổng diện tích 9.000 mét vuông. Họ có thể trưng bày một lúc là 12 xe mới, rồi là tới 30 khoang sửa chữa, vân vân. Cái trung tâm này sinh ra không chỉ phục vụ khách hàng ở khu vực này mà thậm chí còn toàn miền Nam luôn. Một cái thông tin rất thú vị được lãnh đạo Audi Việt Nam chia sẻ trong buổi gặp hôm nay, đó là việc đến năm 2026 thì Audi toàn cầu sẽ dừng sản xuất xe xăng và chuyển sang sản xuất hoàn toàn xe chạy điện. Để bắt được cái xu hướng đó, chuẩn bị cho tương lai thì Audi Việt Nam đang lên kế hoạch và xây dựng dự kiến từ 20 đến 25 đại lý trên toàn quốc từ nay đến năm 2025. Rất lớn và rất nhiều, đúng không các bạn? Các bạn có thể hình dung là bây giờ có vài trung tâm, doanh số bán đâu đó khoảng gần 1.000 xe một năm. Thế số lượng tăng lên gấp 4-5 lần như thế thì lượng xe bán ra như thế nào? Có lẽ lúc đó xe Audi sẽ nhiều như lợn con chăng? Nói vui vậy thôi chứ thực tế thì đầu tư công bố là một chuyện, nhưng còn hiệu quả ra sao rồi có đi vào hoạt động hay không vẫn còn bỏ ngỏ phía trước. Nhưng chỉ có một điều duy nhất, đó chính là họ sẽ ngừng sản xuất xe xăng và chuyển sang xe điện trong thời gian tới, và chúng ta sẽ có cơ hội sử dụng xe điện Audi nhiều hơn. Và đây là chiếc xe đầu tiên, chiếc Audi e-tron GT. Đây là người anh em có thể nói là song sinh với Ford Taycan. Hai mẫu xe của Audi và Ford là cùng chung tập đoàn Volkswagen, nên là chia sẻ tới 40% những cái điểm giống nhau, khung gầm, động cơ, vân vân. Chiếc xe này có nhiều điểm rất là ấn tượng. Thực sự là một cái chiếc xe điện hạng sang. Nhưng mà tôi chỉ nêu một số điểm chính mà tôi vừa tiếp cận và nhớ được. Ví dụ như xe sử dụng hai động cơ trước và sau. Phía sau thì mạnh hơn. Tổng công suất đâu đó là khoảng tầm 460 mã lực. Và mô men xoắn cực đại là 630 Nm. Tuy nhiên, chiếc xe này rất hay là có thêm một cái tính năng là boost, tức là có thể nâng cái công suất trong vòng 2,5 giây. Thì trong khoảng 2,5 giây đấy, nếu sử dụng tính năng boost đó thì công suất cực đại của chiếc xe này lên tới 530 mã lực và mô men xoắn lên tới 640 Nm. Đấy, rất là khủng khiếp. Với khối động cơ đó thì xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h đâu đó chỉ 4,1 giây. Đấy, tốc độ tối đa 255 km/h. Xe điện đặt mô men xoắn cực đại ngay nên là tăng tốc như siêu xe luôn. Rất là khủng khiếp. Về pin thì chiếc xe này sử dụng khối pin 93 kW. Tức là như vậy hơn gấp đôi so với chiếc xe điện E34 đang phổ biến tại Việt Nam đấy. Và cũng cao hơn so với khối pin 74 kW của Ioniq 5 mà vừa ra mắt thị trường Việt Nam giới thiệu sơ bộ. Với khối pin đó và trọng lượng khoảng 2,4 tấn thì xe có thể di chuyển một quãng đường là 488 km theo cái tiêu chuẩn WLTP của quốc tế. Về thời gian sạc thì khối pin này chỉ 5 phút là có thể đi thêm 100 km nếu mà sạc trong điều kiện lý tưởng, và trụ sạc 270 kW. Còn thông thường thì sạc từ 10 đến 80% sẽ mất khoảng từ 20 đến 30 phút. Cũng rất là nhanh, đúng không các bạn? Audi Tân Bình này cũng có một trụ sạc 180 kW sạc nhanh. Đấy, không biết là các cái xe i34 có thể sạc ké trong thời gian tới ở đây không này. Về trang bị và tính năng thì chiếc Audi e-tron này có rất nhiều. Nào là hệ thống đèn LED tự động, rồi là sử dụng laser, rồi là có chế độ cam 360 với Night Vision nhìn đêm. Rất nhiều. Ở phía trước này thì chúng ta thấy rằng là xe có tới 2 vị trí để cắm súng sạc. Bên trái thì là sử dụng cho sạc chậm, còn bên phải này có cả sạc chậm và sạc nhanh. Đấy, rất là thuận lợi. Xe
đương nhiên hai động cơ trước sau rồi là hai phi cốp trước sau. Về mặt trang bị thì thực sự là rất nhiều cái điểm mới ấn tượng, nào là hệ thống treo khí nén rồi nâng hạ gầm cánh gió vân vân. Audi e-tron GT này là cái bản tiêu chuẩn có cái giá khởi điểm từ 5,2 tỷ. Tôi được biết là xe này nhập về mà giá khai báo đâu đó khoảng 71.000 euro. Đấy, mà giá bán thực tế sau khi tính thuế được các loại chi phí lên đến 5,2 tỷ. Đấy, và thực tế là muốn mua cũng không dễ đâu, mặc dù giá cao như vậy. Các bạn phải đặt hàng chiếc xe này đâu đó ít nhất từ 6 tháng. Thời gian tới, theo công bố của Audi thì ngoài mẫu xe này thì tại triển lãm ô tô Việt Nam sắp tới vào cuối năm thì họ sẽ giới thiệu thêm một mẫu xe điện nữa. Vâng, và hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến, được sử dụng, được tiếp cận nhiều mẫu xe điện, trong đó có xe điện Audi. Vâng, một vài cái thông tin sơ bộ về Audi Tân Bình và Audi e-tron mới. Video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.